nói về máy làm nước tạo kiềm thì trong khoảng thời gian vừa qua có hai cái sản phẩm mà được khách hàng quan tâm rất là nhiều tại sao khách hàng quan tâm tất nhiên nó phải có sức hút thì hai sản phẩm này nó có hai cái đặc điểm mà tôi thấy khách hàng rất là ưng thứ nhất là giá thành của nó hợp lý phù hợp với lại cái phần đông cái tầm tài chính của chúng ta thứ hai là cái tính năng của nó mang lại chúng ta thì rất là lớn thứ hai là tính năng công nghệ của nó cao, nó có thể mang lại cho chúng ta một nguồn nước kiềm dầu Hero. Vậy hai cái model này là hai model gì? Đó chính là model Sanqua 2 và model Sanqua 7. Có nhiều khách có nhắn tin trên fanpage cũng như ở trên kênh YouTube hỏi tôi là em ơi hãy làm so sánh hai cái model này đi. Thì ngày hôm nay tôi sẽ so sánh hai cái model máy này để chúng ta có một cái nhìn khách quan, chúng ta có thể đưa ra một cái lựa chọn Uh, cho gia đình chúng ta xem mà nên dùng cái nào Thường thì tôi hay nói là các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với tôi Tôi sẽ tư vấn cho các bạn một mẫu máy lọc nước tạo kiềm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của chúng ta Và cái tầm tài chính của chúng ta Nó phải gắn liền hai cái yếu tố này Tại vì chuyện đương nhiên rồi, nếu chúng ta bỏ ra một mức tiền thấp Thì chúng ta không thể nào mà yêu cầu một cái máy mà nó lại quá nhiều cái tính năng công nghệ Đúng không ạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của clip ngày hôm nay. À, trước khi đi so sánh hai cái mẫu Sanwa 2 và Sanwa 7 này thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái thương hiệu Sanwa này. Như tôi đã chia sẻ thương hiệu Sanwa này nó cùng nhà máy sản xuất với Chimion, bản chất thì Sanwa với Chimion thì nó là một, cùng dây chuyền sản xuất, cùng công nghệ. Đó, nếu các bạn mà đã sử dụng hoặc đã nghiên cứu các bạn sẽ thấy là gì ạ? Là con Sanwa này và con Chimion nó rất nhiều điểm tương đồng. Ví dụ nhà nó đều lấy mức kiềm lên đến, đến 10.5 mà không cần dùng muối Đấy, thì thương hiệu sanwa này bản chất thì nó là thương hiệu Chimion để chúng ta biết được là cái thương hiệu của nó là một thương hiệu rất là lớn, yên tâm để chúng ta sử dụng đúng không ạ? Chimion là một cái thương hiệu mà chiếm đến 65% thị trường Nhật. Điều này nó đã chứng tỏ cái vị thế của nó, cái giá trị của nó. Còn nói về hai model máy sanwa 2 và sanwa 7 này thì chúng ta nhìn thấy hai mẫu này có kích thước bên ngoài giống nhau, thiết kế về cơ bản cũng giống nhau. Nó chỉ khác cái màn hình về thiết kế một chút thôi. Đó. Còn lại là về cơ bản tính năng là giống nhau. Mẫu Sanwa 7 này thì nó thêm được cái bảng cái màn hình hiển thị. Đó. Còn Sanwa 2 thì nó sẽ không có màn hình, tất cả đều hiển thị LED luôn. Đây cũng là một cái lý do mà Sanwa 2 giá thành của nó sẽ rẻ hơn Sanwa 7. Mẫu Sanwa 2 thì đang được trang bị là 5 tấm cực. Còn Sanwa 7 thì được trang bị là 7 tấm cực. Đó, nghĩa là mẫu Sanwa 7 thì số lượng tấm cực của nó sẽ nhiều hơn Sanwa 2 là 2 tấm cực. Với cái việc mà mẫu Sanco 7 nhiều hơn Sanco 2, hai tấm cực thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ điện phân và cho ra cái chất lượng nước nó tốt hơn. Đấy. Sanco 7 và Sanco 2 thì đều chúng ta đều lấy được mức kiềm lên 10.5 mà không cần dùng muối. Mức kiềm 10.5 mà chúng ta có thể để ngâm rau củ quả được rồi. Đấy. Nghĩa là gì ạ? Là đã đáp ứng được tất cả các cái nhu cầu sử dụng chúng ta. Máy làm nước tạo kiềm thì nó sẽ cho ra được một số cái loại nước để phục vụ các cái nhu cầu. Ví dụ nước axit để chúng ta rửa mặt đánh răng làm đẹp da, nước trung tính để chúng ta pha sữa trẻ nhỏ, uống thuốc tây hay là nước kiềm để chúng ta ăn uống. Ngoài ra có một tính năng nữa, đấy chính là tính năng ngâm rau củ quả. Thì những cái mẫu cao cấp nó sẽ lấy được mức kiềm cao hơn để phục vụ tất cả những cái nhu cầu chúng ta. Thì cả hai mẫu này nó đều đáp ứng được hết các cái nhu cầu chúng ta rồi, đúng không ạ? Từ ăn uống này đến ngâm rau củ quả này. Đấy thì cả hai mẫu này đều làm được việc đấy. Và có một cái hay là nó lấy mức kiềm cao mà nó không cần cho muối Cái này thì cũng rất đáng để ghi nhận ở cái dòng San qua này Đó Chúng ta nhìn bảng điều khiển này chúng ta thấy ngay Đấy nó thể hiện lên trên này rất dễ dùng thôi Con San Juan 2 thì dễ dùng hơn một chút Tại vì nó có luôn cái biểu tượng ở đây Đó Mẫu San Juan 7 thì là nó chỉ ký hiệu bằng chữ và số thôi Đành rằng là như vậy thì khi các bạn mua tôi cũng sẽ có dán hướng dẫn tiếng Việt lên trên máy Nên chúng ta sẽ rất dễ sử dụng thôi Đấy, mẫu Sanwa 2 này hiện tại bây giờ thì được con Nhật Huy đang bán ra với giá 11 triệu 500 nghìn Đấy, là hàng mua đấu giá rất là đẹp Tất cả thì đều được lựa chọn từng mẫu, từng con một ở bên Nhật trước khi chuyển về Chứ không phải là làm theo lô hàng bãi nên các bạn dùng hoàn toàn là yên tâm các bạn nhé Nghĩa là trước khi mang máy này về Việt Nam Thì kỹ thuật kho Nhật Bùi Huy đã tháo ra kiểm tra từng máy về các cái bộ phận chi tiết Và quan trọng nhất là về mạch và về tấm điện cực Đó, và đã kiểm tra xong thì chúng ta mới lấy về chứ không phải là chúng ta mua theo lô hàng bãi về và lúc ấy chúng ta mới phân ra để sửa chữa mông má các bạn nhé. Đó. Còn mẫu San Qua 7 này thì nó sẽ đắt hơn. Hiện tại bây giờ đang được kho Nhật Bùi bán ra với mức giá là 17 triệu. Và với cái mức giá như thế này là chúng ta đã được uh, hưởng trọn gói hết rồi. Nghĩa là sẽ được tặng thêm ba cốc lọc thô này, uh, vòi nước này, dây cấp rồi khóa nước, tất cả đều đầy đủ hết. Chúng ta chỉ việc dùng thôi. Chung quy lại thì so sánh giữa hai mẫu máy này nếu như mà tài chính của chúng ta mà có thể mà dư giả thì chúng ta sẽ chọn Sanco 7. Đấy, tại vì dù gì thì chất lượng nước của nó cũng sẽ tốt hơn mẫu Sanco 2. Còn nếu như chúng ta mà tài chính của nó cũng không được dư giả cho lắm. Mà chúng ta vẫn muốn là có một cái nguồn nước tốt để cho gia đình chúng ta sử dụng hàng ngày. Thì mẫu Sanco 2 này cũng sẽ là một cái mẫu mà rất đáng để chúng ta lưu tâm để chúng ta mua sắm cho gia đình của chúng ta. Nếu như các bạn muốn tư vấn thêm về hai cái mẫu này thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại là 0966 937 999 hoặc các bạn sẽ đến xem hàng trực tiếp tại kho Nhật Bửu Huy ở số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Đó. Ngoài ra thì kho Nhật Bửu Huy còn có rất nhiều các cái mẫu máy khác. Nếu như các bạn có nhu cầu thì tôi sẽ tư vấn cho các bạn một cái mẫu phù hợp nhất với lại nhu cầu sử dụng cũng như là nhu cầu tài chính của chúng ta. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.